Video này chỉ mang tính chất giải trí và không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Nếu các bạn thích chơi Roblox thì hãy ghé vào ngay shop phongcantv.net để có thể mua được acc Roblox giá siêu rẻ và siêu VIP. Không những vậy, các bạn có thể mua được Robux với giá siêu rẻ kèm những mini game vô cùng hấp dẫn. Ghé ngay shop Roblox giá rẻ uy tín phongcantv.net. Chán quá ta. Thời luôn á, làm tiệm net suốt ngày cứ ngồi im như thế này xong chờ khách vô chơi net. Cái đầu thu tiền xong cái bắt đầu lại ngồi lại mở máy cho khách. Ngày nào cũng làm mấy công việc cái này sao mà nó thấy nó chán thế à? Đúng. Ê, bây giờ để xem coi mình có bao nhiêu tiền rồi đây. Để kiểm tra coi hôm bữa anh giờ bán được bao nhiêu đây. 2981 đô á. 2981 đô, quầy khá là nhiều quá nha các bạn nha, không phải ít đâu nha. Đây có ông này trả tiền nè, để coi bao nhiêu đây. Thêm 148 đô nữa là mình đã có hơn 3000 đô. 3000 đô giờ làm gì vậy ta? Hơn 3000 đô, bây giờ chúng ta nên làm cái gì với 3000 đô nè ta? Khách vô từ, để mở máy cho khách đã. 3000 đô hả? Nếu như bình thường á mà tôi mà chơi cái game này á thì có nhiều bạn sẽ bảo là: anh ơi, mình có tiền rồi mình mua thêm máy tính đi anh, để có thêm 3000 máy tính sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Nhưng mà bây giờ tôi thấy á, ngày nào á cũng gọi là mua máy tính mới, sau đó lắp máy tính rồi sau đó tính tiền rồi sau đó là bật máy cho khách, chán ơi là chán luôn nè, thấy không? Có ông này còn không chịu trả tiền này, hiểu không? Đó, anh bảo vệ xử ông này cho em, tức anh bảo vệ không trả tiền nè, này thì không trả tiền này. Ok, thôi được rồi, để lên trên máy tính tôi xem thử coi trên máy tính có gì vui vui mình mua hay là mình làm cái gì đó vui vui nha bạn. Ở đây có cái mic cà phê nè, để xem coi hiện tại với 3000 đô thì chúng ta sẽ có thể mở thêm một cái gì đây, cái này gì đây, nhà bếp hả? Wow, nhà bếp có nghĩa là mình sẽ mở được thêm nhà bếp để bán đồ ăn cho khách, đúng không? Nghe cũng có vẻ là đỡ chán hơn các bạn, ít ra mình nấu đồ ăn đem cho khách nó đỡ chán hơn. À, ok được, tôi sẽ làm ngay một cái nhà bếp. Rồi để kiểm tra thử cái nhà bếp coi. Mới vừa bấm cái là có luôn mấy ông ơi. Đây rồi, tưởng là phải xây chứ. Đây, một cái nhà bếp. Vào trong đây là mình nấu ăn được như bình thường luôn đúng không? Được nè. Từ vậy có đồ ăn gì bên trong không ta? Có đồ ăn gì không? Ủa, sao cái nhà bếp mà không có tí đồ ăn hết vậy? Ủa, không có rau củ trái cây hay gì hết vậy? Ủa là sao ta? Ê, các ông trả tiền cái anh ơi. Đuổi. Đá. Đúng rồi, này thì không trả tiền này. Bây giờ làm cách nào để có thể nấu ăn được ở trong cái nhà bếp này ta? Để tôi lên trên mạng tôi xem thử coi. À, đây rồi mấy bạn ơi. Nếu như bây giờ chúng ta có nhà bếp rồi mà muốn làm đồ ăn cho khách thì chúng ta cần phải có đầu bếp. Mà đầu bếp là thuê 4 ngày là 200 đô. Rẻ phết. Rẻ. Được, thuê luôn. Thôi một ông đầu bếp để coi ổng có thể làm được đồ ăn không nha. Đây rồi. Hello chai. Ok, từ để mình xem coi khách vô nè, để coi khách order đồ ăn không, để mình thử mình nấu ăn cho khách coi. Đây bây giờ vô mở máy lên cho khách trước nè. Hai ông khách rồi, ok, để qua tiếp thị xíu này à. Mình mở quán ăn là mình phải tiếp thị đúng không? Không biết là hai anh đây có anh nào đói bụng không nha? Anh trai muốn ăn mì xào không anh trai? Bên quán em là có cơm chiên tôm hùm Alaska nữa. Sao mà mấy ông này hình như là mấy ông không muốn ăn các bạn ạ. Hình như mấy ông này không muốn ăn. Hình như là bây giờ để cho khách gọi món là phải có menu. Đúng rồi ha. Tính ra phải có menu chứ nha. Mình đi mình nói vậy thì khách cũng đâu có mua đâu. Mình phải có menu từ để kiếm menu chỗ nào đó ta. Rồi cảm ơn trai nhiều nha. Có chỗ này là food nè. À đây rồi, đây là menu đúng không? Đây là menu nè. Đây rồi, ở chỗ này là có menu sẵn cho khách đây nè. Bây giờ khách vô là khách chỉ cần order hay là sẽ có đồ ăn. Ủa gì đây? Order nè. Ủa, một cái hamburger hả? Được anh ơi, làm hamburger liền. Ui, mới đó mà xong luôn hả? Ui, ông đầu bếp này xịn nha. Mới vừa order cái là 5 giây là có luôn các bạn ạ. Được quá. Đây, cái này là đưa sao? À đưa cái này hả? Trái tim. Ngon. Vậy là bây giờ tiệm net chúng ta không chỉ làm tiệm net không, mà chúng ta còn có thêm cả đầu bếp đó để làm đồ ăn nữa. Được. Đây khách vô nè, để mở máy cho khách đã. Để xem coi. Hiện tại bây giờ là cái quán của chúng ta nè là có hai cái máy tính nè. Hai máy tính thì hơi ít khách nha. Bây giờ là thuê thêm anh đầu bếp vô nữa thì chúng ta sẽ tốn rất là nhiều tiền để trả tiền cho đầu bếp nữa. Mà bây giờ có hỏi hai cái máy tính thì làm sao mà được. Tôi nghĩ là chúng ta cần phải mua thêm một cái máy tính nữa các bạn ạ. Để chúng ta sẽ có được ba cái máy tính, sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Đó, ok. Rồi để anh này anh trả tiền nè. Rồi. Ok, để lên mua thêm cái máy tính nữa coi. Đây rồi, để tôi lên tôi lựa thêm mua thêm một cái máy tính xịn xịn nữa nha mấy ông. Ê, sao ngất xỉu rồi? Quay. Ơi, hình như tôi nghe tiếng cháy đúng không? Cháy tiệm.
nhanh lên thang máy nhanh lên. Hình như là tôi nhớ hồi nãy tôi mới ngất xỉu là cái tiệm tôi bị cháy đúng không? Hình như tôi thấy vậy phải. Nhanh lên, trời ơi, thang máy nhanh lên. Ôi, không biết là nó cháy lâu nó có nổ không ta. Nhanh. Chạy qua bên quán liền, nhanh mở cửa. Nhanh. Ôi trời ơi, cháy quán. Từ từ phải ăn cái gì đây nè. Rồi ok, ăn no rồi đó. Rồi đi nhanh. Đó thấy không? Tôi nghe tiếng cháy. Biết ngay mà. Cái bình của quả. Nhanh. Ôi. Đừng cháy nữa. Sắp hết tiền sửa máy tính rồi. Ô, trời ơi. Máy tính xịn mà cũng cháy được hả trời. Trời đau tim quá. Đây, để lên bật máy cho khách nè. Ôi trời ơi, đau tim thật sự luôn á. Rồi ok, được rồi. Bây giờ thì tôi sẽ lựa cho tôi một cái bộ PC xịn đó nha các bạn nha. PC này 800 đô nè, ok, lấy cái này nè. Lấy thêm cái bàn phím. Đây, bộ máy tính của chúng ta hiện tại là có giá là 1574 đô. Ok, vừa đủ tiền mua luôn. Đấy, rồi. Bây giờ là sẽ mở máy cho khách nè. Ui, khách order đồ ăn. Ăn gì đây? Ok, được. Đợi xíu. Quý khách đợi em xíu. Đây. Anh đầu bếp, anh nấu đồ ăn cho khách. Cái khách nhanh anh ơi. Khách order anh ơi. Nhanh. Ok, cảm ơn anh trai. Ui, quen từ. Sao nhìn ngon ấy nhờ? Sao cái gì ấy? Nhìn ngon ấy nhờ? Có nên em cho khách không ta? Hay mình ăn nhờ? Ui, nhìn ngon thật sự đấy. Ủa rồi, cái chị mới order rồi. Chị này đúng không? Rồi, ok. Thank you chị. Rồi, chị trả tiền. Dạ, cảm ơn chị nhiều. Chị ơi, trả tiền chị ơi. Không trả tiền này. Ui, hàng tới. May quá, hàng vừa tới luôn. Yes. Vậy là có thêm một bộ PC nữa cho khách ngồi rồi. Đây, để tôi vô tôi lắp thử nha mấy ông. Đây, để khoan từ, hình như cái bàn hình như tôi thấy nó hơi khập khểnh thì phải. Từ cái bàn hình như nó hơi khập khểnh, từ để tôi sửa lại đó. Tôi sẽ để nó bên đây đi. Đó, ok, để bên này đi. Đó, rồi lấy cái ghế bỏ qua đây luôn. Cho khách ngồi rộng xíu. Thôi ngồi gần nhau quá nó chật, hiểu không bạn? Để cái màn hình lên. Rồi, dạo này là tôi đang hơi bị bệnh về cổ họng mấy bạn ạ. Mấy ngày nay không hiểu sao tôi bị ho nè. Xong rồi bắt đầu tôi bị đau cổ họng. Rồi bây giờ là cái giọng của tôi các bạn nghe nó hơi kỳ đúng không? Là bởi vì là tôi vẫn còn đang bị đau cổ họng mấy bạn, không hiểu sao luôn. Rồi các anh không chịu trả tiền nữa nè. Không chịu trả tiền này thiệt luôn á. Số khách vô quán tôi ông nào cũng không chịu trả tiền hết trơn. Rồi đây. Ok. Thêm con chuột nữa là xong. Đây, bỏ con chuột ở đây nữa. Xong, thêm một dàn PC nữa, 3 dàn PC. Ok. Bây giờ còn 500 đô hả ta? 500 đô để lên trên mạng coi có gì hay mua luôn không ta? Để xem coi 500 đô thì bình thường á là khách của tôi á là dùng bằng máy quạt. Thì tôi thấy là máy quạt hình như có vẻ nó hơi nóng các bạn ạ. Cho nên là chúng ta phải dùng bằng máy lạnh thôi. Đúng rồi. Ủa nhưng mà máy lạnh đắt tiền hay? Từ. Ủa, có đây có cái máy lạnh này 400 đô nè. Được. Mua cái máy lạnh này đi, cái máy lạnh này có vẻ rẻ tiền nè. Được, ok. Mua cái máy lạnh này rồi xong. Hết tiền luôn mấy ba. Không sao cả. Chúng ta cứ từ từ, hiểu không? Chúng ta đầu tư, chúng ta mua máy lạnh rồi cho khách chơi, khách thấy vui là khách sẽ chơi lâu và chúng ta sẽ được nhiều tiền hơn. Đó, chúng ta bỏ con tép, chúng ta bắt con cơm mấy bạn, hiểu không? Đấy. Tôi bây giờ tôi đang chờ coi có khách nào order thêm đồ ăn để tôi xem coi có món gì ngon ngon lạ không đây. Hồi nãy là hình như là thấy là có sườn nướng nè, với lại là món cái gì ta? Hamburger nè, tôi thấy là quán tôi có hai món đó. Ê, này, tiếp nè. Đây, khách này order gì đây? Sườn nướng tiếp hả? Ok, thế thì thêm một dĩa sườn nướng cho khách đi anh ơi. Đây, anh kêu anh. Nhanh quá. Đây, khách nào? À, đây khách này đúng không? Ok. Rồi, người ta giao hàng nè. Máy lạnh. Trời ơi, bây giờ tiệm net tôi hơi bị xịn luôn. Để cái máy lạnh ở giữa đây đi ha. Đấy, đẹp. Có bật lên được không? Bấm F để bật lên hả? Bật được. Bật lên nè. Chỉnh 16 độ đi. Cho nó mát luôn các bạn, hiểu không? 16 độ là mát. Cho lạnh ngắt luôn. Ơi, rồi cái chị này order gì đây? Khoai tây chiên hả chị? Rồi ok, để em xíu khoai tây chiên đúng không? Order liền. Đây, bấm vô phần order nè. Order khoai tây chiên. Rồi ok. Anh đầu bếp cho xin dĩa khoai tây chiên anh ơi. Rồi ok, anh kêu anh. Nhanh quá. Anh chỉ cần anh lắc mông cái thôi là có liền. Ghê thật sự. Đây. Ok. Ủa mà sao đồ ăn có 10 đô ta? Hơi rẻ nha. Thấy đồ ăn nó hơi rẻ bạn ạ. Có 10 đô à. Hey, vậy kiếm tiền cũng hơi lâu đó.
Ơ kìa. Ôi trời ơi. Ai trời ơi, tiệm net tự nhiên là cúp điện nữa. Trời ơi, cảm ơn quý khách nhiều, cảm ơn quý khách. Dạ rồi, cảm ơn quý khách thiệt luôn á. Đang dùng ngon lành tiền cúp điện thì cái tiệm net tôi nó cùi thật sự luôn các bạn. Lâu lâu nó lại tự cúp điện cái. Cây thật sự, khách đang chơi. Đây để mở máy lên lại nè. Trời ơi, chắc là tôi cũng phải mua một cái máy tính xịn cho tôi luôn quá. Máy tính của tôi lâu lâu nó cũng tự tắt mấy bạn ạ. Để đi kiếm cái gì ăn coi. Chứ thấy hơi đói bụng, tí nữa ngất xỉu tiếp cho coi. Đây chạy đây kiếm đồ ăn nè. Ok, mua đồ ăn. Ê nhưng mà khoan từ, tại sao chúng ta lại phải ra ngoài mua đồ ăn trong khi chúng ta có nhà bếp ta? Ừ nha. Mình có nhà bếp sao ông đầu bếp ông không nấu đồ ăn cho mình nha. Đây anh này anh ăn gì đây? Hamburger hả? Ok quý khách đợi em xíu. Hamburger đúng không? Đây, order hamburger cho quý khách. Rồi, xong. Rồi, cảm ơn anh trai nha. Ủa mà khoan từ, sao anh trai này với anh trai này nhìn mặt giống nhau quá vậy? Ủa, anh em xin đâu vậy? Rồi ok, hồi nãy anh nào order hamburger đấy ạ? Hồi nãy anh nào order hamburger? À đây đây đây, anh này đây, hamburger của anh. Ủa gì vậy? Ủa, hay là anh này? Ủa cái gì vậy? Order. Ủa trời ơi, cái ông kia ông order xong ông bỏ đi mất tiêu rồi. Thôi ok không sao đâu, để đây tạm thời vậy. Ừ cứ để đây đi, tí nữa khách cần thì khách lấy. Khoan từ, bạn có thể ăn được á? Mình ăn được á, từ để ăn thử coi. Ăn được. À có nghĩa là khách vô order mà khách không ăn là mình có thể ăn được à. Hợp lý. Đây rồi, có thêm ông nào order gì đây? Ông này order pizza hả? Từ tôi xem thử coi cái bánh pizza trong game này nhìn như thế nào nè. Anh đầu bếp cho xin pizza đầu bếp. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Anh ơi, sao mà cái bánh pizza này nhìn hơi đen cái nè. Cái bánh pizza người ta thấy là ngon lắm mà sao bánh này nhìn hơi đen rồi vậy? Chết, tôi lỡ ăn luôn rồi. Chết, tôi lỡ ăn luôn rồi. Tôi lỡ ăn luôn rồi. Ủa giờ sao ta? Anh ơi, tiệm hết pizza nha anh. Tìm hết pizza rồi, em nãy em lỡ ăn hết cái cuối cùng rồi. Dạ sorry anh nha. Rồi ok tạm biệt anh. Không, em lại xỉu tiếp rồi. Ăn như đó đồ ăn mà cũng xỉu là sao ta, kỳ vậy. Tính ra bây giờ là cái tiệm net của tôi là theo như tôi thấy là tôi chỉ cần kiếm thêm nhiều tiền hơn để tôi có thể mua thêm nhiều vàng PC hơn là được các bạn ạ. Ấy, 3 vàng PC này là tôi đã có thể kiếm được mấy ngàn đô trong vòng vài ngày rồi. Thì bây giờ tôi có thêm cái nhà bếp nữa nè, đó là có thể nấu ăn cho khách nữa nè. Ấy, khách vô có thể order. Ừ, có khách. Ê, từ để mở máy cho khách đã. Rồi, ok. Đấy, nói chung là quán tôi giờ là thấy là xịn sò đấy. Em hai từ. Sao tự nhiên đau bụng quá ta? Từ, hình như khách order đồ ăn, từ để lấy đồ ăn cho khách đã. Ok, khách order vậy đây. Ui, cái món gì lạ ta? Ui, cái món gì nhìn lạ ta? Từ, để xem coi anh này làm món gì đây. Ui, gà hả? Ui, trời ơi, nhìn ngon đấy nhờ. Ui, nguyên xô gà luôn. Đây, của anh nè. Ok, đau bụng quá. Phải từ, chắc là phải để quán ở đây đi toilet siêu mấy ông mày. Từ, đi toilet. Hey, gì đây? Trời, tiệm nếp mới của Phong Cận sao? Chà, quán đông khách dữ ta. Mấy bạn nhớ cái tập trước không? Ông Phong Cận đã đuổi tôi khỏi cái tiệm nếp này. Trời ơi, chỉ vì là ông có nhiều thứ tiên tiến hiện đại mà ông dám đuổi tôi. Tức thật chứ mà. Ship à? Ui, còn có cả nhân viên phục vụ à? Chà, dữ ta đầu tiên. Tắt đi về hết trơn đó, đuổi khách. Trời ơi, quá nhiều khách đuổi kìa. Không có tiền nha Phong Cận TV. Rồi ok, sau khi chúng ta đuổi khách xong thì chúng ta làm gì? Đó chính là bán cái vàng PC của Phong Cận. Trời ơi, ác cái trời luôn. Rồi bây giờ đem cái thùng PC đi bán hết trơn đó. Phá là phải phá vậy chứ đúng không nè. He he, đi bán vàng PC rồi bán nè. Đó, bán sale. Ui, 560 đồng. Đi bán tiếp thôi, bán hết đi thôi. Ai trời ơi, bán gì đâu mệt chứ vậy? Mệt ghê luôn à, có cách nào bán hết lần không ta? Để xem coi. Ồ, có cái ba lô. Thôi rồi, bây giờ mình sẽ mua cái ba lô để nhét tất cả mọi thứ rồi mình bán cùng lần đây cho đỡ. Mệt ghê luôn à. Rồi, lấy cái ba lô, đó. Nè, đem ba lô về, nhét hết, bán lần luôn. Mệt quá. Rồi, đây, sau khi mình có ba lô được rồi, mình sẽ đem rất nhiều thứ nha các bạn. Đây, đem một cái ở đây nè. Đây, mình sẽ nhét vào đây. Một cái. Đó, đây, một cái nữa, thấy chưa? Một lần đem được hai cái luôn. Ui, đem được cái này không vậy? Đem được ba cái nha. Trời ơi, quá đơn giản.
Rồi đây bán nè. Cái này là cái bàn phím nè. Đó, cái cây nè, cái màn hình nè. Rồi mình đã bán xong hết trơn rồi. Bây giờ chỉ còn cái gì nữa ta? Còn cái máy lạnh chưa bán. Mình bán hết luôn nha bạn. Rồi để máy lạnh đi bán thôi. La 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 la. Con làm gì vậy? Tôi hả? Tôi có làm gì đâu. Tôi có làm cái gì bà đâu. Bà làm cái gì máy tính của tôi? Tôi có làm gì đâu. Tôi vô. Bà đang làm cái gì máy tính của tôi? Bà quen cái đúng không? Tôi vô thăm ông tôi mà. Cái gì vậy? Trời. Trời ơi trời, từ từ để bà coi bà làm gì. Ủa được cái dàn PC nữa đâu. Ủa. Đừng có nói bà bán hết tôi nha. 5.200 đô. Ba cái máy tính là mua hết 1.500 đô một cái. Ba cái máy tính cộng thêm mấy cái bàn đồ nữa. Ui vậy là lỗ hả ta? Bà này bà bán với tôi rồi.